Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn các nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Bữa nay Linh với anh An với mẹ với bé Muôn đi về quê chơi ông bà cô chú các bạn ơi. Về quê ngoại. Giờ ghé nhà dì Hai, bây giờ đi qua nhà cậu Hai. Đi thăm bà con ông bà cô chú các bạn. Rồi cười nắng mà cười con. Cậu Hai trồng mai, trồng mì. Vậy bữa tới gần Tết cậu Hai trồng bông nữa, trồng đủ thứ hết trơn. Con cười á hả? Bông giấy đẹp quá ha. Hai ghép hai ba loại. Dạ em chào chị. Mẹ đi làm hả con? Dạ mẹ với ba con trong nhà. Thôi, con chào em, con chào. Con chào chị đi. Chào chị Hai. Thôi chế cả mặt rồi đổi ghét hơn. Sao vậy? Dạ mũi cắn. Mũi cắn một hai ba bữa sau cắn ngay chẳng chỗ đó nữa nên nó sưng lên vậy đó. Mặt cái kìa. Con nhìn chị đi. Tóc quá, chừng tóc. Cái hai cái răng à, chị. Chị một răng rồi con chưa một răng nữa. Cái hai cái răng nè. Hậu đi làm hả con? Dạ lát anh về là cô buổi nay anh về nữa nay tăng ca. Chắc chậu cậu chuẩn bị chậu để chuẩn bị trồng không hả chị? Gì mà đó đổ. Dạ, cái này là cái khuôn á. À, để đổ đổ cái chậu, cái khuôn để đổ chậu á, để trồng bông á. Chuẩn bị Tết rồi đó. Dạ con thương mà Hai. Con thưa bà mợ đi. Bắt tay nè, bắt tay, bắt tay nè. Bắt tay chị ơi. Chị bự hơn con rồi. Cái cầu má này đựng đã quá à. Tay chị đi. Hai cái răng rồi. Em mua mấy cái răng em được mấy? Dạ chưa có nào hết chân mà Hai. Anh này được 9 tháng, anh này được 7 tháng rưỡi hả? Dạ 8 tháng rồi. Dạ. À, trước 1 tháng hả? 8 này là được 9 tháng. Một răng lâu chưa mà Hai? Một cũng cả tháng gì rồi chứ. Dạ vậy chắc mua nó cũng sắp mọc, thấy răng nó cũng lú lú hột bắp vậy. Tao hỏi miệng bà coi coi. Ăn miếng bà coi coi. Rồi, ơi nó lạ kìa nó câu. Đây mẹ cởi áo ra cho đựng nực nha. Lạ 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 lạ. Bữa nay biết lạ hả? Chị nè, con nhìn chị nè. Rồi, cỡ này là tao lạ ghê lắm luôn rồi. Lại bà ấm xíu đi. Câu nực nổi đó. Em nè, chế nè, chế nè. Chế à, chế à. Chế có mỡ ẩm đảo quá ha, ẩm suốt ngày luôn. Còn cái mặt thì ghét quá hả? Giống như bắp kèn sao ha? Con nghe qua mà ấm được không? Chịu không? Đó nó cũng lạ nè. Đứa nào cũng biết lạ vậy. Chủ ô làm xấu cái mặt làm xấu. Nè xíu bị bà quậy rầy nè. Em ngủ có chút xíu anh dậy bà quậy rầy nè. Môi mỏng móm móm nè. Cười dữ lắm à. Mỏng móm móm nè. Rồi con chị nó bệnh nó mới cho nó ăn thuốc bổ chứ con dạ. Cho nó ăn thuốc bổ nó bệnh nó đâu. Cậu đang đâu. Tỉa bông bông giấy. Cái bông giấy cậu làm bông. Bông sai. Ôi cây đu đủ của cậu kìa anh coi kìa. Trái từ gốc tới trên ngọn luôn. Cây tùm ruột này hết trái rồi ha. Có đó. Nó mới ra nụ à. Cậu múc cái này nó có cái con luôn cậu. Có chứ con. Múc có con cậu quấn cho đưa cho. Dạ. Phải cái khế hay là cái không cái khế con. Cái con. Cái con. Ừ. Nó khế con đó. Có trồng nhổ đầu. Dạ. Ừ. Múc con xin cậu cái chùm ruột mới được. Ừ. Không nói bữa ta đưa cho cây chín chỏm cây bả ngon lành. Dạ bà nội ẩm chị, bà nội ẩm em bé khác rồi kìa. Bà nội ẩm chị không ẩm con cơ. Cái bé nè. Rồi cái bé nè. Cái em bé này. Không thèm luôn, mặt buồn rồi đó, mặt quạo rồi đó. Có dựa vô mẹ luôn thôi. Nên ông bà cô chú em biết không? Nó dựa vô lên lưng này, dựa sát cho lưng đó. Giận bà nội rồi. Nè, bà nội có em bé này nè.
Em bé đây cái mặt kìa, cái môi kìa kìa. Thì ghét á. Đòi mẹ. Thương nào đã thương ấy nha hai ơi. Chứ không phải mình thun mà trời không có. Tại nó vậy rồi. Rồi gà chi đi, gà chi đi. Bà nội chị, bà nội ấm chị rồi, ấm ngon rồi. Không thèm luôn. Không thèm quýt mặt đi luôn. Bà ngủ được, ngày ngủ được mấy tiếng? Dạ ngủ ngày được 3 giấc cậu hai mà ngủ giấc cũng chít chít không à. Có khi ngủ 2-3 tiếng, có khi ngủ 1 tiếng hồ à. Này nãy cái giấc này chưa được tiếng nữa nè, bà ngoại mới cự nự nè. À, có bữa nói chung nó làm cũng được 3 tiếng. Dạ. Ờ, có bữa 1 tiếng, có bữa. Có bữa nửa tiếng, 15 phút. Chưa thúi rồi nó thất đầu. Ừ. Đưa thì cứ đưa thôi, còn cái chuyện ngủ là chuyện của nó. Đưa suốt chứ cho mình ngủ đâu. Bà ngoại nó không dám nói lơ nữa. À. Suốt luôn. Cười ra. Cười. 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 Mặt hay ghét quá. Con hai làm cái gì à? Con hai quay trở con hai làm cái gì đó. Bà nói bỏ con rồi hả? Bà nói không ẩm con hả? Bà nói không ẩm rồi hả? Tới em bé này đây. Em bé này cái mặt kia nè. Đang giận bà nội đó, cái mặt ụ xuống đó. Cái mặt đang giận bà nội nó vui á, còn cười lên cái không chịu luôn. Nhìn đó, nhìn đó, nhìn đó. Sao tự nhiên có ai giống mình dữ vậy? Cái mọi lại nhà có mình nhỏ nhất ra con. Bữa nay nó ngồi vững chưa con hai? Dạ. Đổ xi măng lên, đổ chỗ xi măng đó. Ngồi thì vững rồi, nhưng mà lâu lâu chán quá thì tự nhiên ngã đúng không? Dạ. Dạ. Có ngã đâu ngã. Dạ. Người vợ sao vậy? Mà vợ nó giống cua cua già hư. Cua già hư. Cua già đưa hư vậy đó. Vậy cái nào con chồng rồi cái cua về. Chẳng gì đẹp trái. Khi nào anh đồng á. Hùng mà để mấy cặp. Mùng 9, mùng 10, mùng 10 tháng 11. Là quan sát. Tháng 11 đúng ngày mùng 10 tháng 11 vậy. 10 tháng 11 phải không? Mùng 10 tháng 11 âm lịch. Nay là mùng nay tháng 9. À, nay mới có nay mới có 10 tháng 11, 18. 17, rồi 17. Còn bông qua rồi gieo sao con? Hả? Bông qua khi nào con? Có thứ ưa rồi, có thứ chưa ưa. Nó có ngày có giờ, chứ phải muốn ưa thì không ưa. Bông gà nữa. Bông gà có ưa chứ con? Ưa hết rồi hả cậu? Cái trước cậu đó là bông gà có ưa hả cậu? Ừ đó. Đó mình mua hột giống ra đâu anh? Không nè, anh để giống mình. Anh để giống luôn. Ra coi bông quà ra. Nếu mà giờ con ưa mình có trễ quá không cậu? Trễ rồi cậu. Trễ rồi hả cậu? Không có ưa bông gà. Bữa nay con còn ưa bông gà đứng búa nữa. Đó, cậu đang ương mầm hoa mồng gà đó để Tết trồng cho nó đẹp. Còn đây cậu ương nè, hoa chưa nảy rồi chứ. Ờ, cậu ương 2-3 loại luôn. Về cậu hai là Tết cho kiển dữ lắm à, bông mai rồi tắc khô hoa. Tùm lum hết. Đây, em mua. Ở trong củ mì. Ừ, củ mì nhiều quá ha. Còn bông thọ với hướng dương. Hướng dương. Nó có ngày, có giờ, cũng nó hết. Nè, bắt tay đi, bắt tay với bạn. Ôi ơi, nực sức mồ hôi kìa. Không thèm luôn lên. Không thèm luôn. Thôi kìa, thôi kìa, thôi kìa. Hồi sức mồ hôi ộp ộp kìa. Bà nội. Ồ đòi bà nội kìa. Bà nội nha. Sao bà nội ẩm được hai bé coi kìa, coi cành anh. Trời ấy chứ còn. Không ấy không có biết đâu. Rồi năm nay mình trồng nó sớm qua năm mình trồng nó ấy mình mới kinh nghiệm mình mới trồng được. Ừ, năm nào cậu cũng ghi ha, năm này là, năm này với năm này nó trúng nè. Dạ.
Nào, chứ để mình bỏ ấy cái là mình xuống ngày giờ ấy rồi cái lần thần cái nó tạ ca. Dạ. Tết rồi mà chưa có bông. Còn mà không tết nó tàn rồi. Dạ. Ừ, nên thử nè, cậu ghi nè, thấy không? Đức Phụng là bữa nay là 13 tháng 9 là cái thằng này là cái thằng Đức Phụng thường. Dạ. Ừ. Còn cái Đức Phụng của cậu là Đức Phụng bự. Dạ. Cái thằng huyện Mông Gà hả? Bự. Dạ. Đúng rồi, Mông Gà Đức Phụng á, Đức Phụng bự. 14 tháng 10. Ừ, còn Hướng Dương bữa nay tới 11 tháng 10, tháng 11, 12 nè, là cậu ngâm nè. 12 cậu vớt nè, 13 cậu bỏ nè. Tức là mình ngâm một bữa, dạ, mình vớt ra. Dạ. Đó rồi mình mới bỏ hộp xuống là mình ghi như vậy để mà mình nhớ mình làm. Dạ. Ừ. Rồi mình xuống nè. Đó. Dạ. Tí con chục. Thọ là 24 tháng 10 lận. Dạ. 24 tháng 10. Ừ, nó tới 24 tháng 10 luôn. Móng tay nè, móng tay là 26 tháng 10 nè. Dạ. Ừ. Bông giấy cắt trụi là bữa mùng 8 tháng 11. Dạ. Mình cắt trụi nó mới có bông. Còn dạ. Mai là lặt. Mai thì tùy theo nụ. Qua mùng 10 tháng chạp rồi là con canh coi canh theo nụ. Con canh theo nụ, nụ mà nó bự quá thì con khoan lặt hả? Khoan. Còn màu nụ mà nó nhỏ thì con phải lặt rồi. Dạ. Đó, nó vậy đó. Nên giờ là phải ghi con ơi, không ghi nó nhớ đâu. Chứ lại không ghi là có năm còn sinh kịch ha, nó không có chỗ bông. Rồi chơi gì. Rồi còn có năm mà hai mươi mấy ông vàng hết rồi tới Tết rồi mùng 1, mùng 2 Tết cái ông tàn rồi. Dạ. Nên mình thử từ cái chỗ đó mình phải canh. Dạ. Chứ còn nó để ở trong đó thì nó để nó tính như bao nhiêu ngày thôi. Dạ. Ừ. Còn cái chỗ mình là trồng là ương đạt không đạt nữa. Mình rút kinh nghiệm mỗi năm vậy đó. Ừ, đó. Này cậu rút kinh nghiệm cho bản thân cậu vậy thôi. Ừ. Dạ. Còn ai thì cái chuyện đó của họ, cậu không biết. Ừ. Mẹ mà hai làm hả mẹ? Mà hai mua. Mua, này mua. Dạ. Năm quá cậu làm đẹp quá, bông nở rực rỡ luôn. Thì nói năm chung năm nào nó cũng đẹp hết á. Nhưng mà điều năm quái nó đẹp hơn. Năm quái nó đẹp rực luôn ha. Bây giờ mua hạt giống ở đâu? Ngay chỗ bán hạt giống đó con. Ở chỗ nào mong nó bán phân là nó có bán hạt giống. Dạ. Ừ. Nói vậy. Giờ một phần đất. Rồi thử nó một đất á. Một đất á thì hai bò. Hai bò. Mà là phải bốn cà cấu với sư dừa. Đó cái tỷ lệ này. Con hai làm mấy cái con này đẹp quá. Hậu. Hậu á, anh thấy bài. Hậu. Ừ. Anh không có làm được nữa đâu. Dạ rồi. Con tôm, con chim, cây gậy. Qua. Wow. Mấy cây gậy luôn. Để già chống được á mẹ. Chụp đẻo mấy cái bộ đó đó. Tôm, tôm kè. Cá làm đẹp ha. Có con nhiều hâu, con chạy bàn, chạy than, rắn cả anh cả. Nhiều hâu, than, rắn. Dạ. Con bên đây con thủy ôm trái dừa nè. Thủy ôm. Hai trái dừa. Đó, hai bên hai trái dừa đó. Nó khéo tay ha. Làm đẹp quá nam. Những tác phẩm này kêu để chơi, còn mà nếu nói giá thì nó vô giá. Thấy ông dạy cho ông vô giá đó. Thích thì mình tính theo thích, còn không thích tính. Ông vô giá. Còn dưới đó là ông già đang quét nhà đó, cầm cái gọi. Khéo quá ha. Đó, đó là ông Từ ở chùa. Ông quét nhà đó. Có bộ vàng ghế uống trà nữa. Tự mà. Tôi thôi gì sao? Đây dì Sáu mới qua chơi không bà cô chú các bạn ơi. Cái buồn nè ha, về đây nào hả các ơi? Nãy giờ đi chơi bên ông cậu hai giờ về đó hả? Ô coi tivi mẹ ơi. Nhà ông có tivi lên đây coi tivi ké của bà gì vậy? Nằm coi kìa. Dì Sáu. Lên giao gì sao mua hay gì sao? Có con nào bự nhất con cọc có. Thẳng lượt mà có con này bự gì nè. Giờ đi qua nhà cậu Tư ra ao câu cá ở đây làm cơm ăn. Tư sống làm cái cậu. Cái này cũng dạ. Ý ăn kìa anh, ăn kìa. Cá nó quọn quá trời luôn nè ông bà cô chú. Ao này cậu Tư thả cá nuôi. Hộp ừ. Anh, anh nói là cắt cái gì của anh đó nè. Nó thả hả? Không, nó xích thằng cọc dưới đó đó, xong nó rút bọng.
rút bọng cả đỏ đó. Tại cái đáy hồ này nó bằng cái đáy xuống. Nè hồi xưa á, thấy bé nè, thấy An rồi cái mình nhớ hồi xưa thấy ba nó. Anh An câu thử. Ba con hả? Chở mẹ về cái thấy cậu với ông cậu lăn cái lóng cây bự nằm dưới lầy á, cái anh lột đồ ra nhảy xuống lăn phụ lên. Ở cao ốc quá chừng. Dính chưa? Chưa. Lòi phòng mới được. Đó, dính rồi, ơi, dính luôn cá. Hay quá, hay quá. Vậy là sát cá rồi. Dính con cá mà cô chú các bạn gỡ. Cá này nuôi nay được 45 ngày rồi. 45 ngày. Cái này mà nó bự là nó cũng mấy ký. Nhưng mà còn nhỏ ăn thịt nó ngon. Bự quá ăn sợ không cậu? Bự quá thấy ghê quá. Cái này cậu chiên hoặc nướng chấm mắm gừng ăn cũng được. Kho khô ăn cũng ngon. Giòn. Dạ. Giòn là ngon. Mấy con cá nó ụt quá trời. Vô một con cá bự nữa cả. Anh ăn mê rồi câu. Là 1,5 kg hả cậu? Cậu nuôi 6 tháng. Anh tư mà nhưng mà cái cá này nó bự chừng nào nó màu vàng hả? Không, cá này chơi trắng. Nó chơi trắng thì nó màu trắng lai. Mà cái bờ mình nó ra làm có vàng không? Hay trắng luôn. Trắng luôn. Đó mấy con cá nó ghẻ kìa. Còn cái mình mà nó vàng là chơi vàng với lại chơi lai. Chơi lai thịt nó bở lắm. Bở lắm hả? Cá này là bự là dai hả? Cá này nó tới 170,000 kg cá con. Cá trê thường có 100,000. Ủa, cái này đây, rồi. Vô dính nữa rồi cậu ơi. Vô nữa là chưa. Đó. Vô. Thả lại. Dính con nhỏ quá thả lại. Hay quá à. Nãy giờ dính nè, cậu câu dính được cơ. Suối này có khi nào có cá không? Có con. Cá nhiều quá. Bây giờ nhấc câu xíu là ăn thấy mồ. Mấy bữa trời mưa cá lăn nó lên. Rồi cá trê. Đó. Lên trên suối hả cậu? Nó lên suối nè, rồi cái mình bắt. Cậu bắt bằng gì cậu? Đặt lưới hả cậu? Máy xiệt. Dạ. Cá lóc nữa. Ôi kìa, đảo quá. Còn bình thường á là không mưa là suối nó cạn, cá nó không có vô. Không vô được hả cậu? Nghe nước chảy không? Bữa bắt được 5 con cá lăng. 4 ký mấy. Wow. Nói gì? Cá lăng suối mà. Cá lăng suối ăn. Mới ăn hết hôm qua. Cứ mưa thiệt, mưa là xuống là không. Mưa cái là xuống cá. Chuẩn bị ăn nữa rồi đó. Vô nó gà đó, nó vô nó đó. Để cá lôi đi rồi. Cả nhà ơi. Giật. Giật. Ê con này bự à. Ôi bự. Chừng nó bá ngậm vô. Con này bự. Con này bự. Con này bự. Cũng quay luôn đó. Con bự ra. Con lớn rồi. Dạ. 45 ngày. 45 ngày rồi. Ở đằng sau này là cái suối nè ông bà cô chú các bạn. Ở dưới đây là có cái suối. Này là suối khi nào mà nước lên á là có cá nhiều lắm. Bây giờ là suối cạn, nước cũng trong lắm nè. Đó, suối chảy góc cách con cá, nước trong lắm. Khi nào mà nước đầy á thì mới có cá nhiều. Bây giờ nước nó cạn rồi. Suối cũng bự ghê không bà cô chú. Đây cậu có mấy cái cây. Bự ghê á. Cây này để làm nhà hay làm bàn ghế nè. Có 300 mét mà cậu bắt, bữa cậu bắt 2 cá lóc. Bữa bắt được 2 cá lóc bằng 4 kg. Là có nghĩa là cá ngoài suối lớn. Đây, đó. Chuẩn bị dính nữa cả nhà. Cái mưa, cái đầu cái nó đi lên. Chuẩn bị ăn nữa kìa đó. Cả nhà ơi. Đó, dính nữa rồi. Con này nhỏ. Bao nhiêu đây là đủ ăn rồi ông bà cô chú các bạn. Thôi đi về. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì ghé thăm dì Hai xong rồi qua thăm dì Bảy xong. Bây giờ đi qua thăm cậu Bảy thì cậu Bảy chỉ cho cái quán cà phê này ở ngay cái đường dẫn vô cao tốc luôn bà cô chú. Có cái ao đẹp quá nè, bông quá trời bông luôn.
bông súng, bông sen, người ta trồng đủ thứ bông luôn. Nhìn hoa nó đẹp quá ha. Cậu Bảy nó ở đây có cái quán cà phê đẹp lắm nên là cậu Bảy kêu đi lại đây tham quan. Nãy giờ Linh đi tham quan. Đây là bông súng, nguyên một cái ao lớn luôn. Đẹp quá ông bà cô chú, đây nè, đây có cái bông nữa nè. Bông màu tím, bông màu trắng, tùm lum bông hết trơn luôn. Nhìn thấy đẹp ghê á. Ở đây hình như có Linh thấy nãy vô thấy có câu cá giải trí nữa. Wow, bông quá đẹp luôn. Cái này là bông súng Đà Lạt nè, cái bông này là ăn được nè. Còn mấy cái bông tím tím thì bông súng ma. À, cái này là ăn được nè. Đẹp quá ha. Đây ai mà thích chụp hình là đi vô đây là chụp đẹp lắm luôn á, có nhiều cảnh đẹp. Bông súng, bông sen. Ở trên kia còn nhiều cảnh nữa đó. Mà Linh thấy Linh thích mấy cái hoa này nên là hả Linh ra đây. Rồi mình đi vô trong. Phun ơi. Đây. Bé Phun nào mà coi chứ. Giờ cậu đi dẫn tham quan vòng vòng cái quán này. Đây có bông sen mini rất là đẹp luôn nè. Bông sen mini. Cái trái nó có ăn được không cậu? Cái cây sigo. À cái này cái muối hả? Muối hay là siro cậu? Con nhớ là siro. À bé Muôn nè, bé Muôn ơi. Muôn đi chơi đó hả? Muôn đi uống cà phê đó hả? Đảo cái ta, đừng đi uống cà phê lần ta. Đây gần nhà cậu. Cậu đâu? Cậu đi đường nào? Cậu đi bên kia, trong có vườn mía, mía vàng cả. Đây người ta trồng kiển quá trời luôn. Thì bé Muôn cũng đi khám phá nè. Nhìn đây mình vô mình không muốn mua vé gì hết mà mình uống nước hay sao á? Phải cái bằng dưới em không được. Không. Cái đó, cái bần nè. Bần phải không? Cái bần nhưng mà cái bần này là cái bần. Bần ngộ gì? Bần ấy nè. Cái bần này là cái bần mẹ bần. Bần này mà. Bần ổi. Ủa bần xẻ, cái bần dưới mình là bần ổi. Này có mấy cái nước dưới này. À, cái bần này để nấu canh chua. Chứ nó hộp nhiều lắm. Ừ. Em ơi, em đi khám phá đó hả? Vui quá kìa. Xin chào ông bà cô chú đi. Rồi con dẫn ông bà cô chú đi. Ghê hả? Cao ghê á mẹ. Ở đây quán này cậu Bảy quen. Cái me mà người ta trồng. Trồng kiển, cái me kiển. Sen. Sen mini đẹp ha. Rồi đây bông trang, cây mía kiển à. Mía mà cũng trồng kiển được luôn. Buồn buồn chắc chặt cây ăn được ha. Bông trang quá trời luôn. Trang nhiều ha. Đủ màu. Nè cái này con bông súng nè anh, súng mini. Súng mini. Nó buổi chiều cái nó tóp lại nè. Nó tóp lại. Chiều cái nó tóp lại, nắng càng nổi nó nở ra mạnh. Bông trang đẹp thiệt á. Bông trang màu tím. Cây trồng cây là lá để đẹp. Bông này dễ trồng lắm. Mình bứt cái cây nhánh về mình ghim nó lên hả? Ô cái quán này rộng lắm mà cô chú ơi, có mía vàng, mía đỏ tùm lum hết. Có cái ổi kiển gì đó. Ừ, cái gì ta cũng trồng kiển hết, mía, ổi gì cũng trồng kiển hết. Ồ, có cái cầu đẹp. Có cái cầu luôn kìa mẹ. Đi ngoài cầu rồi biết không? Ờ quán này là chỉ bán nước uống thôi ha mẹ, phải làm quán ăn gia đình cũng đắt ha. Đây chỉ bán quán nước thôi. Ôi mua nó mừng kìa, còn ẩm cho mẹ nặng nè. Em đi tham quan á hả? Em lần đầu tiên được đi uống cà phê á hả? Chào ơi, ơi lắc tay chào nữa. Chào, xin chào. Thương á. Quá trời bông trang mà mẹ ơi. Vừa có sông vừa có nước. Có câu cá mẹ, mấy cái ghế nó để ngồi câu cá. Ờ chắc từ từ người ta làm quán ăn luôn ha, chứ quán cà phê thì hơi vắng ha, quán ăn đắt khách hơn. Ta làm trời 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 á. Ồ cây cầu cũng làm đẹp quá ha mẹ. Cây cầu mà làm, mấy cây này làm bằng cây đước không luôn á. Xịn ghê chứ. Rộng bự. Mấy cái chỗ đó để câu cá mẹ.
ao người ta đang thả sen xuống nữa kìa, ta đang cải tạo từ từ á. Quán này chắc cũng mới mở. Dạ. Người ta đang thả sen xuống, chắc cái này cũng mới cải tạo từ từ ha, chưa làm hết á. Cái này có quán ăn em hay quán cà phê không em? Cà phê không? À, cà phê. Cà phê mà làm rộng quá, cái này phải bán quán ăn nữa, đắt. Cuối tuần gia đình ta đi. Ở đây làm cũng mướn nhiều người làm lắm mà, chăm nước rồi tưới cây. Rồi quản lý tùm lum hết. Ghé quán uống nước rồi, bây giờ cậu rủ đi qua bên này ăn không bà cô chú các bạn. Quán hôm nay là quán ăn đồng quê, cậu tới trước rồi nè. Cậu... rồi, tới nay. Tới nay. Đây là quán ăn phục vụ các món đồng quê Bảo Linh. Bữa nay Moon được đi chơi đảo hả ta? Đi về. Đi quán cà phê rồi đi quán ăn nữa ta. Nè cái tay mà cho bấm cái tay à. Thì cậu mới kêu cái lẩu lương. Mày dở cái cơ xôi cho mẹ. Xôi. Xôi cái mình bỏ rau vô thôi mẹ. Bật túi hả? Túi con muốn hả? Măng chua. Lẩu lương nấu măng chua. Trên gãy đi cũng đi ấy lương. Trúng lương cậu. Nhiều lương. Ở đây còn trên con á. Quá trời lương luôn cậu. Cái này tôi đưa cái màu đặc này rồi như có gì vô hết. Vậy thôi cậu. Mọi gì á cậu? Bí quyết rồi. Mọi gì cậu? Cà phê. Dạ. Cà phê tư nha. Dạ. Ủa, trên con đặt mùi chung cậu. Nó đâu nè. Một con nó có nó chanh. Thấy cho chú ông đặt trùng với ít gà trộn lại. Mẹ lên cho rau vô. Có cho chén chưa ta? Có đây. Chú này nhúng cho đừng có bị nhừ. Chú sao nó trẻ ngộ quá ha, nó không có sắc như kiểu đi đồng quê mà. Này cái này là lương đồng. Ở đây còn ruộng hay cậu ruộng nhiều không cậu? Ôi ôi mấy con chó lại giết. Ở đâu mà giữ chơi vậy? Quậy ghê. Đây còn ruộng đồng thôi. Đồng ruộng. Sen chín rồi. Cá đồng cũng còn nhiều. Cậu Bảy vẫn còn làm ruộng luôn. Mình thấy chó hả? Mình thấy con chó. Đây cũng gần nhà cậu Bảy luôn. Uống cho cậu gần, uống cho cậu chứ. Em Quân ạ, à. Em Quân nhìn mấy con chó ơi. Cười. Em ơi, kêu chó. Ơi. Con chắc lưỡi kêu chó rồi. Biết chắc lưỡi kêu chó nè, chắc lưỡi đi. Chắc lưỡi nè. Chắc lưỡi. Con chắc lưỡi kêu ơi, kêu kia đi. Kêu kia. Ta làm sao? Kêu đây, ta kêu sao? Ở nhà là biết kêu con chó nhà. Nhà kêu chó Min. Chó này lạ sợ. Nè nó ba bốn con lại luôn cả Min ơi. Con lại luôn. Nó nhìn con kìa. Quá trời nó lại nhìn Min. Dạ cậu, em là nuôi đông luôn. Dạ. Không mời cậu ăn nha, mẹ ăn đi nha. Không mời cả nhà nha, lương đồng rồi cả nhà. Lương bự quá ha. Cũng ngon giọt. Vừa ăn cũng ngon. Chua chua ngọt. Nguyên một cái lẩu lương. Lẩu này cũng gì à? Có chuối nè.
Đây quán nhậu chiên quán nhậu, quán ăn đồng quê, quán ăn gia đình. Không nhậu là đây ăn cũng được. Bảo Linh. Dạ. Tất cả là vừa rồi, tất cả là rắn. Cẩm. Rắn, lươn, rồi cá đồng. Chim. Ba ba. Chim. Chuột nó hả cọc. Ba ba nó nghe ba, nó kêu ba ba. Ba ba. Anh ơi, bà... cái đạn cái cầu dao, cái câu điện đây cái. Rồi, rồi, rồi. Qua đây, làm miếng lẩu coi. Quán á. Chút xíu rồi. Rồi, rồi. Nãy mua chứ gì hết trơn á. Nói đồng quê. Cái gì đây vui lắm. Tấu đèn dễ dợn nha, dễ tấu. Dạ, buổi tối vui hơn ban ngày ha cậu. Bây giờ đi chơi khoảng 9 giờ là mình mới thấy cảnh. Dạ. Mới về đến đường. Bữa nay bóng sắp chiếc về tối gì cho. Tối về mà lúc mà cậu xả lúa, có lúa là đó. Ăn nha. Dạ cậu. Dạ. Bắt cá đâu. Quán xá rồi buổi tối đông hơn ban ngày. Nha. Dạ. Tại lúc này nó vấn đề mình nó đo nồng độ cồn hả. Dạ đúng rồi, dạ. Mà sợ cậu.